Chuyển sang thông tin trong nước, năm 2023, các bệnh viện cả nước đã tiếp nhận hơn 1,5 triệu đơn vị máu, góp phần cứu chữa cho hàng vạn người bệnh. Hiện tất cả các tỉnh, thành phố có 4.530 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với trên 153.000 thành viên. Để có được kết quả này, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp đã tích cực triển khai nhiều chiến dịch, sự kiện, bảo đảm phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển và duy trì, như chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng, Chủ nhật đỏ, hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Đồng thời tổ chức các buổi tuyên truyền, truyền thông hiến máu có thể tích từ 350 ml trở lên khi có đủ điều kiện và đảm bảo sức.